Chào mọi người, một buổi sáng an lành và hạnh phúc. Ngày hôm nay cái video của kỳ duyên quán chay mình hôm nay mình sẽ làm một món bánh nha các bạn. Và đây là món ăn giải trí, mình làm rất là đơn giản và dễ làm. Mỗi lần cứ thích ăn thì cứ làm khoảng nửa cái nếp thôi, cho khoảng ba người ăn, ba bốn người ăn, nửa cái nếp là được rồi. Thành phần của mình ở đây gói bánh bánh ú, đó là món bánh dân gian của người Việt Nam, bánh ú, bánh ít, bánh tét, đó là những cái loại bánh truyền thống của người Việt Nam của mình, của chúng ta. Ngày hôm nay Kỳ Duyên sẽ làm một món bánh bánh ú cho gia đình mình ăn. Đây là cái khâu nếp, nếp mình không cần phải ngâm lâu, mình chỉ đem ra mình ngâm khoảng một tí trước khi mình gói, xong thì mình sẽ vút sạch sẽ. Đây là nếp mình đã vút rồi nha. Rồi, như vậy thì cái khâu trộn nếp mình sẽ bắt đầu. Và đây là nếp mình chuẩn bị nha. Và đây là nhân mình nấu bằng đậu xanh. Đậu xanh mình mua về mình gắp một ít nước cốt dừa rồi xong mình nấu cho đậu nó chín, mình nêm nếm chỉ với vừa ăn. Rồi mình sẽ để một ít siro xanh lá cây. Bởi vì khi cái màu siro này nó làm cho cái da bánh của mình nó hấp dẫn. Rồi mình sẽ nêm một ít muối. Ở đây mình có một ít muối bột. Và đây là dừa nạo nha các bạn. Nếp mình sẽ trộn với dừa nạo. Và đây là đậu trắng mình đã nấu. Thì đây là những cái khâu mình chuẩn bị để mà mình làm cái da của bánh. Một ít muối, đậu trắng và dừa nạo. Cái da của bánh bánh ú của mình ở đây thì mình làm nhà cho nên mình không có tiết kiệm. Dừa và đậu thì mình sẽ trộn cho nó rất là đều nhau. Cái khâu bánh ú của mình, cái da cũng rất là quan trọng cho nên mình nên làm da ngon. Bánh dân gian của chúng ta ở đây là như vậy đó. Và nhân cũng vậy, nhân mình cũng nấu mình nêm nếm thì nó vừa ăn nó ngon, đừng có ngọt đường quá nha. Bởi vì nó là da đậu trắng cho nên mình chỉ nêm nếm thì nó vừa ăn với cái khẩu vị của mình thôi. Mình sẽ nêm thử một miếng thì nó vừa thôi mà. Rồi, cái khâu muối của mình nó cũng đã vừa ăn. Mình sẽ trộn nếp để trong vòng khoảng nửa tiếng mình phải gói nha mọi người. Rồi, như vậy là cái khâu chuẩn bị nhân da của mình đã xong. Và nhân mình cũng đã chuẩn bị xong, mình đã làm sẵn. Như mình đã nói thì dễ nấu, đậu xanh đã giỏ. Mình vắt nước cốt dừa vô mình nấu cho nó chín, mình vừa xem xét thì mình nêm nếm cho nó vừa ăn là xong. Rồi, mình đợi nửa tiếng sau mình hãy bắt đầu gói nha mọi người. Rồi bây giờ nếp và nhân và lá mình đã sẵn sàng hết rồi. Bắt đầu mình chuẩn bị cái khâu đó gói bánh nha các bạn. Nhìn nếp rất là ngon. Trộn đậu trắng vô nhiều cũng ngon lắm. Rồi đây là khâu lá.
bánh của mình là gói bằng nếp, nếp sống thì nó sẽ rất là ngon. Rồi chúng ta sẽ lấy kéo để mà cắt cái dàn bánh cho nó gọn lại nha. Khi mình ốp lại thì cái bánh nó sẽ rất là gọn. Đây, đây là cách mình cột cái bánh ế gọn nè, sẽ rất là gọn. Xong thì mình hoàn thành một cái bánh. Nó cũng tùy theo cái miếng lá lớn và nhỏ là mình sẽ đa số là mình sẽ chọn lá cho nó gọn, nó vừa với một cái bánh mình muốn gói. Vì bánh ú thì thường là mỗi người ăn một cái, nó cũng tiện lắm. Mình làm như thế là cho cái bánh nó dẻ xuống. Nhưng mà mình gói bằng nếp sống thì cái bánh của mình nó sẽ rất là dẻ. Nó quan trọng là cái bánh của mình rất là dẻ. Bẻ cái đít cho nó gọn lại cho nó đừng có bị mình cắt cái đít nó hơi bị. Nó hơi bị thiếu. Một cái đít nó thiếu rồi mình cột nó bị xúc.
cái bánh như thế này là rất là vừa một người ăn. Bánh quá đẹp, gấu từ từ nó hoàn chỉnh. Cái bánh này rất là dễ thương, rất là vừa vặn, đẹp lắm. Kinh nghiệm nữa, mình để miếng lá trở cái đầu lại, nên là khi nó trở cái đầu lại thì nó sẽ đều cái miếng lá một bên mỏng bên dày, không hay. Mình thêm một cái kinh nghiệm nữa là mình trở miếng lá lại cho nó đều. Thì dễ thương. Đấy là mọi người.
khâu hấp bánh. Khâu hấp bánh. Ở vườn ở quê mình hấp bằng lò than. Ở chợ mình cũng hấp bằng lò than được. Bánh nó lâu chín lắm, mình không thể hấp bằng ga nổi đâu. Nó hao ga lắm. Chúng ta một là quê thì ta hấp bằng củi, mình xài than nó tiện lắm. Mua cái lò than. Để dành mình nấu những cái món mà nó cần nhiều lửa. Mà lâu nữa. Rất là tiện. Rồi, chỉ còn đợi bánh chín nữa thôi. Khoảng 2 tiếng. Rồi, bánh của mình đã chín. Vắt bánh ra nha. Khi mình vớt bánh mình sẽ xả nước lạnh vô. Cái bánh nó nguội mình để lâu nó không có bị hư. Còn một điểm quan trọng nữa là nếp mình không có ngâm lâu. Rửa cái bánh mình sẽ để cái bánh nó lâu hư hơn. Với lại nếp của mình không có ngâm qua đêm cho nên cái bánh của mình để thì cũng sẽ lâu hơn cái bánh bình thường. Người ta nếu mà nếp ngâm thì bánh để nó rất là mau hư. Cho nên mình gói nếp tươi. Giờ mình gói nếp tươi ở đây là tại vì bánh mình sẽ để lâu hơn, rất là lâu hơn, mình có thể ăn trong vòng một tuần. Còn nếu mà mình ngâm nếp qua đêm thì bánh để rất là nhanh hư. Mọi người nhớ như vậy nha. Và nếp khi mà mình không có ngâm qua đêm thì nếp nó cũng sẽ rất là dẻ. Nó không có bị nhão. Mình ăn bánh nó dẻo lắm. Rồi, như vậy là mình đã làm xong bánh ú. Bánh dân gian miền quê của người Việt Nam. Mọi người xiên lên rồi làm một bữa ăn nhẹ cho gia đình mình nha. Bất cứ là dịp nào cũng được, nếu xiên thì cứ làm. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mời mọi người cùng thưởng thức.